Kể từ khi nhân dân Việt Nam kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm, 23 tháng 9 45 đến 30 tháng 4 75 bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cho đến khi bộ phim này ra đời đã tròn 58 năm. Cứ mỗi độ xuân về thì người ta thường nhớ đến những chiến công hiển hách của lực lượng võ trang ngay tại trung tâm thủ đô của ngụy quyền Sài Gòn, mà đỉnh cao đã đi vào huyền thoại của Tết Mậu Thân 1968. Đội quân đó có tên Biệt động Sài Gòn Gia Định. Ở phần trước chúng ta đã chứng kiến trận đánh táo bạo vào sứ quán Mỹ. Nhưng kỳ thật, tiếng súng tấn công đầu tiên là từ cánh đánh Dinh Độc Lập. Họ nhận vũ khí tại hầm của ông Trần Văn Lai ở 287/70 Nguyễn Đình Chiểu ngày nay. Chúng ta theo hai chiếc xe hơi do ông Năm Lai cống hiến chở quân tấn công. Chỉ huy trưởng là đồng chí Tô Hoài Thanh. Các chỉ huy phó là Trương Văn Rồi, Ngô Văn Dân và Lê Tấn Quốc. Đội quân 15 chiến binh đó duy nhất có một nữ chiến binh là cô Vũ Minh Nghĩa. Trong quân số thì còn có 15 đồng chí, chỉ có mình tôi là nữ. Trên lộ trình hành quân thì điểm cuối cùng là tại nhà đồng chí Năm Lai, đơn vị hành quân từ đường Trần Quy Cáp đến ở đường Nguyễn Du, và từ đoạn đường Nguyễn Du hành quân vào cổng sau của Dinh Độc Lập. Trên ba chiếc xe đầu tiên thì chở một khối chất nổ, và hai chiếc xe sau là chở lực lượng và vũ khí. Tôi được phân công nhiệm vụ là đặt chất nổ phá cửa mở đầu tiên, là cái cửa cổng chính của cái khu nhà đây. Rồi sau khi đặt chất nổ không nổ thì sáu anh em chúng tôi vào cái cửa nhỏ để mà bằng bất cứ mọi giá mở cửa mở cho được. Và khi vào thì mục tiêu đã bị lộ, cho nên là chúng tôi chiến đấu và hy sinh 4, còn 2 chúng tôi rút ra. Tại cái gốc cây này đây là tôi với đồng chí Ba Thanh là chỉ huy trưởng núp ở đây để chiến đấu. Cho đến khi mà anh Ba Thanh bị tụi nó ở bên phía kia bắn qua, anh Ba Thanh bị thương và trong lúc đó tôi cũng bị thương. Và cũng trên đoạn đường này, đơn vị chúng tôi đã tiêu diệt một chiếc xe RMC bằng trái B-40, lửa bốc cháy lên rất là cao. Bây giờ quân Đại Hàn ở phía sân Tao Đàn bắn sang gây thiệt hại nặng. Họ còn lại 9 người bám từng gốc cây trên đường Nguyễn Du chiến đấu từ đêm mùng 1 đến sáng mùng 2 Tết. Gần tới sáng rồi thì lực lượng chúng tôi rút vào một cái cao ốc này để bám đó để chờ lực lượng và đồng thời chiến đấu với tụi tiếp diện tới. Chiều hôm mùng 2 Tết thì lực lượng của chúng tôi cũng còn chỉ có 8 đồng chí mà lực lượng thì không có tới tiếp diện. Lúc đó thì bên ngoài là lực lượng của địch đã bao vây tất cả cái khu vực này. Tụi nó tràn lên, tụi tôi dùng lựu đạn và súng và mìn, tụi tôi đánh xuống, tụi tôi bắn xuống. Bắn xuống xong đó tụi tôi tụ lên đó, tụi tôi tràn lên dần co hoài đó. Cho tới 9 giờ mùng 3 là coi như hết trạng rồi tụi đó. Là sáng tụi nó bao vây, coi như bao vây đây hết luôn á, bao vùng tròn luôn á. Là đó nó bắt tụi tôi đây. Trong khi đó, tại Bộ Tổng tham mưu Ngụy, hai xe hơi chở 24 chiến sĩ biệt động do Đỗ Tấn Phong, Ba Tâm, Tám Bền chỉ huy tấn công từ cổng Trương Quốc Dung trên đường Phan Đăng Lưu ngày nay. Trận đánh năm 68 ở Bộ Tổng tham mưu, cái thứ nhất là về cái moi cái hầm vũ khí ở nhà của chị Phan Thị Thí, tức là Phan Văn Bảy. Phương tiện của chúng tôi đi trong đó thì có hai chiếc xe. Một là chiếc xe công nhân nết nhỏ, đồng thời cái thứ hai nữa là có một chiếc xe cảnh sát Mỹ. Thì chiếc xe này do đồng chí Tám Bền, không biết làm sao mà đồng chí Tám Bền nâng cấp được chiếc xe này. Thì khi mà chúng tôi đi là được hai chiếc, chạy vào tới Bộ Tổng tham mưu ở cổng trước. Chỉ huy của tôi là ông Bảo Phong, 24 người, trong đó có 3 nữ. Một là chị Phạm Thị Oanh, hai là chị Nguyễn Thị Mỹ, ba là tôi. Tôi làm nhiệm vụ là vừa tiếp đạn cho đồng chí Thái bắn B-40, coi như anh Thái bắn 12 trái B-40, là lúc bây giờ không còn nghe gì nữa, giữa tôi và anh Thái chỉ ra dấu hiệu thôi. Đó. Thì chúng tôi đánh vào trong đó là được một ngày rưỡi, khi mà hết đạn nhưng mà đạn còn ở ngoài xe thì chúng tôi là tổ chức
ra ngoài để vô là đánh. Chúng tôi còn đánh ở lại trong đó tổng cộng là 3 ngày. Đến sáng ngày thứ 3 thì chúng bao vây sát chúng ta, thì bây giờ tôi phải chiếm cái khu Gia Minh. Lúc bây giờ được lệnh chỉ đạo là của ban chỉ huy, nói bây giờ 3 đồng chí nữ nghi trang đi ra trước để anh em trong này tiếp tục chiến đấu. Dùng áo của vợ ngụy thay mặt và đồng thời là xớt với đứa con của ngụy bắt đầu ra khỏi vòng dây, rồi bắt đầu chúng tôi là trả con của tôi về cơ sở. Còn đây là ông Tô Minh Liêm, chỉ huy phó cùng với con trai. Hai cha con lái hai xe chở quân do đồng chí bảy lớp chỉ huy trưởng. Hành quân từ nhà ông ở Bùi Đình Túy, Bình Thạnh thẳng ra bến Bạch Đằng, đánh vào Bộ Tư lệnh Hải quân. Hồi bằng chân, tôi đang bắt tôi chở đến cái hầm súng của nhà anh Liêm, tức là anh Mười Lại đó. Ở ngay đầu chỗ lò heo cũ đó, nên giờ tôi chở chỉ Tư Đăng xuống để Tư Đăng báo cho Mười Lại chuẩn bị để lấy vũ khí ở hầm nữa để chiến đấu. Cái số anh em bắt được cầm đến rồi là bắt thẳng vô trong bộ tuyển theo quân, nhưng mà anh em mới bắt được loạt rồi đó, thì cái ráp cho chạy vô trong kia như vậy lắm. Thì tôi lấy cái băng đạn cái gì ra ráp vô cái súng, thì nó bắn trở ra trúng chùm cái tay cặp đúng của tôi, tay bạn này trúng cái xỉa vô, rồi nó bắn xỉa vô đây, đạn nó xỉa ra chỗ này, đánh vào cái Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy á. Mà tất nhiên là có xông vô được, đánh vô nó cái chỗ mà không là cái cửa mở của nó đi vô trong ở đó thì hy sinh gần muốn hết. Đây là một cán bộ biệt động đánh Bộ Tư lệnh Hải quân bị địch bắt, và chính tên giám đốc tổng nha cảnh sát Nguyễn Ngọc Loan đã bộc lộ đúng bản chất của một quân đội do quê kỳ dựng lên. Cũng đêm mùng 1 Tết, đồng chí Nguyễn Gia Lộc, chỉ huy đơn vị đánh đài phát thanh xuất phát từ nhà may Thùy Anh của vợ chồng Trần Phú Cương ở 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, cách đài phát thanh chỉ 100m. Còn bộ phận của Tư Tăng và Ba Tẻo có nhiệm vụ đánh khống chế các công sự bảo vệ vòng ngoài, không cho chúng tiếp ứng. Nhưng quân địch phản ứng rất nhanh, từ số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, an ninh quân đội bắn sang, rồi từ đa cao, xe thiết giáp và bộ binh kéo đến bao vây quân ta bên trong. Trần Phú Cương là người hy sinh đầu tiên trên tay lái. Tuy nhiên, quân ta đã lọt được vào bên trong, nổ súng diệt quân bảo vệ, cố thủ để chờ viện quân. Họ chiến đấu đến sáng mùng 2 Tết thì 14 chiến sĩ đã hy sinh 12 người, chỉ còn lại 2 đồng chí, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Thân. Sau đó tụi tôi mới đưa hết vô trong nhà lại, vô trong phía trong. Trong quá trình chiến đấu bị thương anh em số nữa. Thì cuối cùng hết đạn thì tụi nó dây càng ngày càng chặt, xong rồi bắt đầu là hết đạn rồi anh em mới dùng cái trái bột phá mà mình chuẩn bị để phá hủy á. Thì dựng con xe, bột phá nổ rồi anh em đã hy sinh luôn. Thì tụi tôi đã thề nhau là cương quyết là không cho được hết. Khoảng chừng 8 giờ thì tôi bồng con tôi ra, ngay hai cái đầu đường này đã chặn xây kẽm gai cho nên tôi không thể gần được. Thì tôi mới nhìn thấy thì tụi nó đó là dẫn xác chồng tôi về là Trần Phú Cương cùng một số anh em đồng chí ở đây đặt đại nằm ở đại đây. Thành ra lúc đó tôi phải đi về chứ tôi không thể ở lực lâu, vì sợ những cái tình cảm của mình không nén được sẽ bị lộ. Một cái Tết Mậu Thân tưng bừng chiến công của quân biệt động tấn công Mỹ Ngụy giữa Sài Gòn làm kẻ thù kinh hoàng. Tiếp theo đợt một là chiến công của Nguyễn Nhật Hiểu, tự lái xe chất nổ xông thẳng vào đài truyền hình Ngụy, đánh sập một góc đài. Và quân biệt động của Cánh Hoa Vận, của quận 5, của quận 3 và thành đoàn đã đánh chiếm và giữ tòa hành chánh quận 3. Phải 3 ngày sau địch mới chiếm lại được.
nên các cái đơn vị mà tham gia đánh vào bộ tư lệnh vào biệt khu thủ đô, vào vào tổng nha cảnh sát, vào trại giam Thiên Hóa thì là phối thuộc hẳn. Cái từ ở trong quân đội phối thuộc hẳn là anh giao hẳn cái đơn vị đó và giao luôn cả hầm hố để cho thấy. Vì như vậy nó tiền cho việc chỉ huy và nó tiền cho cái việc điều động. Nhưng mà hai bên đó là work nhau, đúng không ạ? Hợp đồng không được, không ăn. Cho nên là tớt luôn, thành như mấy cái mục tiêu. Như vậy là đánh được 5 mục tiêu, còn 4 mục tiêu là tớt. Trong 88 người mà tham gia cái 5 cái đồi đó, 5 cái mục tiêu đó, thì hết 58 người hy sinh. Bộ phim này không có tham vọng đề cập đến những cánh quân của tiền phương Bắc, tiền phương Nam, mà chỉ gói ghém trong phần nào chiến tích của lực lượng bảo đảm vũ khí trong nội thành của biệt động Sài Gòn Gia Định mà thôi. Nhưng giờ đây, hãy còn một việc phải nói rốt ráo. Đó là vì sao căn hầm vũ khí của ông Đỗ Văn Căng tự Ba Mũ mà đồng chí Tư Bình đã kiểm tra xong, nhưng vì lẽ gì nó không được sử dụng đến? Tôi về tới nhà, tức là ở Lò Gốm, thì đưa một cái thơ cấp tốc lại của anh Hai Phụng từ ở Phước Dân Long An chuyển về. Hai Phụng ra lệnh tôi phải xuống tại Phước Dân vào sáng 30 Tết thì gặp anh Ba Tôn. Anh Ba Tôn khu quỷ tôi biết, anh mới nói thôi cậu về đi, không có gặp Hai Phụng được nữa, gấp lắm rồi, đêm nay chiến đấu rồi. Anh về tắt với quân 7 chiến đấu rồi tiếp tục đi vô theo mục tiêu của anh. Thì tôi về chiến đấu với quận 7 ngay trong cái đêm giao thừa. Như vậy là ngày mùng 2 Tết á, tụi tôi đang chiến đấu ở cầu Bình Thiên đây. Sau khi đánh đó rồi, mở đường máu mới rút ra cái chợ thiết của quận 11. Tiếp tục chiến đấu đó. Tiếp tục chiến đấu đó. Nó bao dây nó kêu bằng nó đốt sạch ở chỗ khu vực đó. Tôi mở đường lưỡi ra về bộ tư lệnh, tức là bây giờ kêu bằng cái lò gạch của cái đình Phú Định là nơi chỉ huy sở của bộ tư lệnh chiến đấu tại đó, tức là anh Phái Phụng tại đó, thì báo cáo tình hình này kia là xong. Thì nó quýnh bom tới tôi bị thương. Tôi bị thương khá nặng, khoảng 11 giờ trưa, mà nằm tới 5 giờ chiều. Thì anh Tư Chu có tới gặp tôi. Trời ơi, bị thương như vậy thôi, đơn vị ở đâu? Tôi nói anh em giờ không biết ở đâu, đang nằm đó, nhưng mà còn có mấy người thôi. Như vậy là trong cái trận đó đưa tôi đi ra, thì đơn vị tôi coi như là không còn ai nữa. Thành ra khi mà để trở lại, đợt 2 để trở lại lấy vũ khí này thì tôi là ở trên biên giới, là thương binh nằm trên biên giới. Do đó mà không trở lại lấy cái hầm này để tiếp tục chiến đấu được. Tôi hỏi ông Hai Chí, lúc liên lạc được với ông Hai Chí thì hỏi ông cũng nói, ông cũng chưa biết. Cái này đều phải hỏi bên trên. Chứ ông cũng không biết là Tư Bình bây giờ ở đâu, mà là cái gì. Chứ lúc bấy giờ ông cũng chưa nắm được Tư Bình bị thương. Ông lập tức tìm đến chỉ huy sở tại Phở Bình. Nhưng vừa đến đầu đường, ông thấy bọn địch đã bắt các ông Phan Văn Bảy, ông Ngô Toại Phở Bình và ông Ngô Duy Trinh lên xe chở đi. Mùng 3 Tết, thế là còn anh em cao cấp thì đi hết rồi. Còn một số là 13 người. Thì có tôi ở trong đó. Ở đây ấy, thì không biết là nó phát hiện ra hay là nổ thì tôi không biết cái điều đó. Đến khi mà đang anh em cũng đang ăn như thế này ấy, thì nó bao vây tất cả cái khu này. Mỹ Nguy nó bao vây tất cả khu này. Nó bảo nó bắt 13 anh em. Trong đó có anh 74. Anh người thích thì có tôi nữa,
nhưng mà nó xếp về tôi ấy này, lưng với Thoa đó là có hộ khẩu ở đây thì nó để lại. Còn anh Mười á, với anh Bảy á, là nó đêm hôm đó nó bắn luôn. 10 địa chỉ huyền thoại của lực lượng bảo đảm chiến đấu của biệt động Sài Gòn Gia Định, đến nay Vinh Hạnh còn lại tiệm Phở Bình, là di tích lịch sử văn hóa của ông Ngô Toại, là bình phong của sở chỉ huy tiền phương biệt động Sài Gòn Gia Định trước kia. Ông Ngô Toại bị địch bắt ngay trong đợt một Mậu Thân và bị đày ra Côn Đảo. Và căn hầm vũ khí ở 287 trên 70 Nguyễn Đình Chiểu, ngày nay của gia đình ông Trần Văn Lai, nơi trở thành di tích lịch sử văn hóa của cả nước. Một công trình nghe chừng đơn sơ giản dị, nhưng là chứng tích của sự quyết ăn thua đủ với Mỹ của con người có biệt danh là nhà thầu khoáng Dinh Độc Lập, cũng là ông Năm U Sôm, người chiến sĩ ưu tú của biệt động Sài Gòn Gia Định. Cuối cùng là căn hầm còn nguyên vẹn vũ khí của gia đình ông Đỗ Văn Căn. Nó không có cơ hội lập công, nhưng giờ đây nó là một địa chỉ hấp dẫn nhiều du khách, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử chiến tranh trên thế giới, kể cả các đoàn làm phim của nhiều quốc gia đã tìm đến Việt Nam, tìm đến Sài Gòn và tìm đến những căn hầm trên đã từng là trái tim khép kín đầy can trường trong những năm chống Mỹ. Thì các nước bạn bè người ta sang học tập Việt Nam thì là ngoài kia, tức là ban liên lạc, tức là ban đối ngoại Trung ương Đảng là đều giới thiệu vào đây học tập, và tôi là một trong những người cùng anh Hoàng này đưa các cái đoàn quốc tế của các đảng bạn đến đây học tập, mà đặc biệt nhất là Cuba. Cuba là khen nức nở, mà Cuba khen vô cùng, và đặc biệt nhất là cái nước Nam Mỹ người ta rất là khen, và người ta thấy là đây là một cái trí tuệ và lòng dũng cảm rất là lớn. Phải có một cái lòng dũng cảm như thế nào đó mới dám trụ được đây 10 năm để mà đặt vũ khí ở đây. Hầm này có tác dụng rất lớn, và việc vận dụng ở những nước khác nhau nhưng kết quả rất cao. Hầm này không những có tác dụng về lịch sử, đối hiện nay là nơi giáo dục cho thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên thấy rõ là tính cách mạng triệt để của dân tộc ta, sự lãnh đạo tài tình sáng tạo của đảng ta, sự trung kiên của những cán bộ biệt động ở đô thị mới có. Và làm như thế để phát huy tinh thần cách mạng này, làm tốt nhiệm vụ chính trị hiện nay trong giai đoạn cách mạng mới. Thế hệ hôm nay may mắn còn thấy hai căn hầm huyền thoại của ông Đỗ Văn Căn và của ông Trần Văn Lai. Đó là những chứng tích hùng hồn tiêu biểu cho sự hy sinh và quả cảm mà người Sài Gòn đối với vận mệnh của Tổ quốc. Những căn hầm đơn sơ nhưng là đỉnh cao của trí tuệ, của tư duy chiến tranh nhân dân, của biệt động nhân dân Sài Gòn Gia Định đã can trường băng qua 1/3 thế kỷ để chiến đấu và chiến thắng. Chúng ta gọi họ là những người lót ổ cho những chiến công qua những trận đánh định mệnh trong Tết Mậu Thân 68, với tinh thần đặc biệt dũng cảm và sáng tạo, đặc biệt bí mật và bất ngờ, đã làm nghiêng hẳn cán cân lịch sử, là cơ hội cho cách mạng miền Nam Việt Nam tại Hòa Đàm Paris 1973. Đó là chiến công lịch sử của biệt động Sài Gòn Gia Định. Họ tự hào đã góp công thúc đẩy quá trình đấu tranh đi đến thắng lợi rực rỡ của chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm của nhân dân Việt Nam anh hùng mùa xuân tháng 4 năm 1975. Đông Sài Gòn bước chân không thể ngơi, ta đi diệt quân thù ở khắp nơi, không cho chúng sống yên vui để khổ đau bao chiều người. Biết Đông Sài Gòn sống trong lòng dân,
ta chiến đấu về nhân dân.